Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau vụ 6 đồng chí bị lực lượng dằn di hạ gục, Bộ Công an phát hoảng với đồ dằn di. Bộ quần áo không có tội, đặc biệt là bộ đồ dằn di. Ngày nay nhiều người chơi xe dép nhà binh, họ sơn màu xe cũng dằn di, họ mua ba lô dằn di và tất nhiên không thể thiếu bộ quần áo dằn di bên người. Cũng giống như đàn ông miền Bắc thích đội mũ cối của bộ đội Cụ Hồ vậy. Những món đồ thuộc về trang phục nhà binh nó không phải là nguyên nhân gây tội ác nên không cần phải cấm đoán. Bị nã đạn, chính quyền phát hoảng với đồ dằn di. Trước đây vào thời kỳ bao cấp, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cấm đoán người dân mặc đồ lính Mỹ hay lính Việt Nam Cộng Hòa. Đi kèm với những lệnh cấm như vậy thì chính quyền Cộng sản cũng cấm luôn nhạc vàng của thời Việt Nam Cộng Hòa. Thật ra mà nói, nhạc vàng không phải bài nào cũng đề cập đến chiến tranh, hận thù, chỉ rất ít trong đó mà thôi. Đa số nhạc vàng là những bản nhạc tình yêu, nó không ảnh hưởng gì đến quan điểm chính trị, vậy mà chế độ Cộng sản vẫn cứ cấm đoán. Hay mới đây nhất, khi nhà nước Úc cho in hình lá cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa lên đồng 2 đô la Úc, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đỉa phải vôi vậy, phản ứng thái quá không cần thiết. Họ phản ứng như vậy chứng tỏ họ không có chính nghĩa, vì không có chính nghĩa nên nhìn đâu cũng sợ, giống như phường trộm cướp vậy. Ông Tô Lâm hung hăng nhưng xây lực lượng, công an không mạnh. Có người thì nói rằng sợ là một tính năng đã được mã hóa trong DNA của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù họ là người thắng cuộc, họ thâu tóm tất cả và áp đặt ý chí của họ lên toàn dân. Nhưng sao họ vẫn cứ sợ đến như vậy? Ai sống dưới chế độ Cộng sản cũng nhận ra Cộng sản sợ rất nhiều thứ, vì sợ nên cấm đoán bừa bãi. Trở lại vụ xả súng vào hai trụ sở công an xã tại Đắk Lắk thì bộ quần áo dằn di cũng không có tội. Chỉ có người tấn công bạo lực mới có tội. Tuy nhiên, chiều ngày 13 tháng 6, một lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đồng loạt ra quân kiểm tra xử lý nhiều cơ sở mua bán đồ dằn di quân phục không rõ nguồn gốc trên địa bàn tỉnh. Ông này cho biết đội quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh quần áo tại địa chỉ 45 An Dương Vương, phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ. Ông Lê Quang Minh, 29 tuổi, trú tại địa chỉ này, làm chủ cơ sở. Đoàn kiểm tra của đội quản lý thị trường số 4 phát hiện cơ sở này đang bày bán công khai hơn 1.000 bộ quần áo, mũ dằn di và thắt lưng đã qua sử dụng. Không chỉ riêng cửa hàng này vi phạm mà có một cửa hàng và hàng loạt các sai phạm khác cũng bị. Với người kinh doanh, khi nhu cầu về đồ dằn di trong xã hội nhiều thì họ nhập hàng về bán kiếm lời. Nếu cứ thấy bất kỳ ai mặc đồ dằn di cũng bắt thì khó mà bắt đúng người đúng tội. Vì bắt càng nhiều người, thông tin càng loãng. Cần bắt đúng người chứ không phải bắt nhiều người vô tội. Không phải đến khi xảy ra vụ tại Đắk Lắk thì mới thấy được sự yếu điểm của Bộ Công an Việt Nam, mà cách đây 3 năm vụ Đồng Tâm cũng cho thấy điều đó. Cả Bộ Công an chỉ lo tăng quân số, tăng tướng tá mà không chịu đầu tư vào chất lượng. Chính vì vậy mới để xảy ra tình trạng bị động, công an chết nhiều đến như vậy. Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đang sợ đủ thứ. Với lực lượng công an yếu kém như vậy thì người dân Việt Nam sẽ khốn khổ hơn rất nhiều. Trước mắt, vụ xả súng tại hai đồn công an ở Đắk Lắk, công an đã bắt rất nhiều người. Ắt hẳn trong đó có nhiều người bị bắt oan. Và với tiền lệ bức cung nhục hình của công an Việt Nam, thì những người vô tình mặc đồ dằn di rồi sẽ bị bắt, sẽ phải khốn khổ với lính của ông Tô Lâm. Không biết chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam làm khó những người bán đồ dằn di đến bao giờ? Không biết đến khi những người tấn công chính quyền mà đội nón cối thì chính quyền có truy tìm những cơ sở bán nón cối và cấm họp chợ buôn bán hay không? Sống trong một chế độ mà lực lượng công an chuyên nghiệp, nghiệp vụ vừa kém vừa không có ý thức bảo vệ sự bình yên cho dân, thì đến khi nào người dân mới yên thân đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp với bản tin sau vụ 6 đồng chí bị lực lượng dằn di hạ gục, Bộ Công an phát hoảng với đồ dằn di.
Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ung từ trong ung ra, Đảng Cộng sản làm sao tự sạch cho được. Vấn đề cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm việc là hậu quả của chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy người Cộng sản luôn hô khẩu hiệu tốt đẹp về đảng của họ, về nhà nước của họ, nhưng họ biết rõ hơn ai hết, bên trong thối nát đến nhường nào. Những người không dám làm việc, họ có cái lý của họ. Ung nhọt từ ngay bên trong cơ quan thanh tra. Vấn đề của Việt Nam hiện nay là luật pháp không nghiêm minh. Sự không nghiêm minh đến từ hệ thống luật pháp rối rắm, chồng chéo lẫn nhau, không biết đâu mà lần. Hệ thống luật pháp của Việt Nam có hiến pháp, các bộ luật, luật và các loại văn bản dưới luật. Ngoài ra, đảng viên còn chịu sự kiểm soát của điều lệ đảng. Nghĩa là một quan chức khi làm việc, họ phải chịu 4 tầng luật pháp kiểm soát. Cái đáng ngại nhất là các văn bản dưới luật, các bộ ban hành ra vô tội vạ. Văn bản này đá văn bản kia. Nếu làm đúng theo văn bản này thì lại sai với văn bản khác. Vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại từ năm này đến năm khác mà không có cách nào thay đổi cho được. Ngoài ra, ý thức tuân thủ luật pháp của quan chức Việt Nam rất kém. Vào năm 2017, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lúc đó nói rằng chúng ta sai thì chúng ta xin lỗi trước dân, dân sai thì dân chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nghĩa là một ông làm đến bộ trưởng mà không có ý thức thượng tôn pháp luật, cho rằng nếu quan chức sai thì chỉ có xin lỗi là xong, chứ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như người dân khác. Tổng hợp những thứ đó lại thì có thể nói rằng dù quan chức làm đúng luật cũng chưa chắc gì thoát tội, mà quan chức làm sai luật lại hoàn toàn có thể thoát tội. Bởi luật chồng chéo và mâu thuẫn lẫn nhau nên quan chức có thể làm sai rồi tìm cách diễn giải theo cách khác. Chống tham nhũng, đầu hàng trước tham nhũng. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng phát động mạnh chiến dịch đốt lò. Những quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam ăn bạo cũng có cách để ẩn nấp. Hầu hết các quan chức đều có nơi trú ngụ cả. Họ chẳng ngán ngại gì cái lò của ông Trọng. Họ cứ ăn, họ cứ phô trương mà không hề sợ. Bao nhiêu quan chức xây biệt phủ từ Bắc đến Nam, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng chẳng bắt được ai. Bao nhiêu quan chức đồng hồ tiền tỷ thì ông Trọng cũng cho có điều tra ra đầu. Và rất nhiều chuyện khác nữa, quan chức nào thấy mình đã ở trong bong kè an toàn thì người đấy chẳng sợ gì lò, chẳng sợ gì lửa. Vào năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thanh tra chính phủ lúc đó có nói rằng chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước. Không ai hiểu Cộng sản bằng chính người Cộng sản. Trong giới quan chức có đầy rẫy vùng cấm mà không ai có thể công phá được. Vì thế mà thanh tra cũng vô dụng. Thanh tra chính phủ, thanh tra các bộ, ủy ban trung ương về phòng chống tham nhũng. Những cơ quan này lập ra đầy rẫy từ trung ương cho đến tận địa phương, nhưng xem ra không có tác dụng. Với những ổ ẩn nấp cho tham nhũng cứng như bong kè, thì có bao nhiêu cơ quan thanh tra, bao nhiêu cơ quan chống tham nhũng cũng không làm gì được họ. Mới đây, thanh tra chính phủ buộc thôi việc 6 cán bộ vi phạm đến mức bị truy cứu hình sự. Nói chung, giờ đây tham ô ngay trong cơ quan thanh tra. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng bảo phải chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Đảng Cộng sản đã mục nát từ bên trong, dù lập bao nhiêu cơ quan thanh tra, kiểm tra thì những cơ quan đó cũng sẽ nhiễm bẩn và chỉ cần phải thanh tra cũng không ra. Một bộ máy từ Bắc đến Nam, từ chính phủ đến trung ương và địa phương tê liệt. Đảng Cộng sản ung nhọt từ trong ra, nó đã thối nát đến nhiều năm rồi nhưng nó vẫn đứng vững bởi nó đang dùng công an trị, dùng tuyên truyền để nhồi sọ và giáo dục ngu dân. Thế chân vạc này vẫn đang rất vững, tuy nhiên thực tế thì bất mãn của dân ngày càng tăng và cũng sẽ tới lúc xã hội Việt Nam bật dậy như lò xo bị nén quá mức vậy. Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn miệt mài đốt lò, ông Trọng đã già và chẳng còn thời gian bao lâu nữa. Ông sẽ phải từ giã quyền lực. Lúc đó, Đảng Cộng sản sẽ kinh khủng hơn bây giờ rất nhiều.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Ung từ trong ung ra, Đảng Cộng sản làm sao tự sạch cho được. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.